Dạ. Xin đa tạ. Cô hiệu phó, không lẽ cô đáp trả lại trạng pháo tay của mọi người bằng cái tiếng thở bò mà? Ôi, không, không phải là tôi đâu. Thực ra là cái ghế đó. Đây, mọi người xem nè, đó là tiếng cái ghế thiệt mà. Em biết rồi, cô không cần phải đổ thừa cho cái ghế mà. Là cái tiếng cái ghế mà, tôi không phải là đổ thừa đâu. Cô Hoa. Dạ. Cô có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì hả cô? Lời nói của tôi cô lúc nãy tôi không thích một chút nào hết. Cái chuyện hồi nãy em nói cô thả bom đó hả? Em chỉ giỡn thôi mà. Đó không phải là giỡn, mà đó là cố tình hạ nhục để phá hủy đi hình ảnh tốt đẹp của tôi thì có. Chuyện nhỏ xíu à, mà cô nói cái gì mà tới phá hủy hình ảnh của cô lần chứ? Không ảnh hưởng đến hình ảnh của cô, nhưng mà hình ảnh của tôi thì có đó. Hình ảnh của cô bị phá là như thế nào chứ? Cô không biết, tôi sẽ nói cho cô biết. Hình ảnh của tôi là một người phụ nữ trong sáng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cô cười cái gì vậy? Tôi không có nói quá đâu. Chính thầy Quyền hiệu trưởng cũng đã nói với tôi như vậy. Thầy nói tôi là một người phụ nữ trong sáng, thuần khiết như là chai nước suối vậy đó. Không tin, cô đi hỏi thầy xem. Trời ơi, sớm như vậy mà hai người cũng nói được, hay thiệt á. Em thấy nhà hai người đúng là tâm đầu ý hợp. Hai người đúng là tâm... Cô vừa nói cái gì? Em không nói gì hết nha. Em chỉ đùa thôi, em có tiếp. Bye bye cô. Alo. Dạ. Đợi tôi một chút nha. Hai đứa, hai em biết nhà của bạn Trang đúng không? Dạ biết. Nếu vậy thì hai bạn dắt cô qua nhà bạn Trang. Không biết sao mà hai bữa nay bạn Trang không có đi học gì hết á. Đi. Dạ cô ơi. Hả? Đợi tôi một chút nha. Dạ. Thật là con nít chứ. Sao cô ạ? Em cũng sẽ làm cho cô vui lòng. Thích con nít thì con nít. Là gì mà cô chạy nhanh dữ vậy? Làm ơn chạy chậm lại thôi. Cô có biết là chạy nhanh hơn 10 phút á là sẽ giảm 10 năm tuổi thọ không hả? Ôi trời đất ơi. Cái áo của tôi. Ôi trời đất ơi. Ôi nó dơ hết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Em xin lỗi cô nha. Cái cô này thiệt tình à. Nè cô, em có khăn giấy nè, cô lau đỡ giùm em đi. Tại cái gọi chứ không phải lỗi tại em mà. Cô nghĩ lau bằng cái này mà sạch được hay sao hả? Áo này tôi vừa mới mua đó, chỉ mặc được cái vài lần thôi. Vậy mà cô thiệt tình à. Tất cả là lỗi tại cô hết á. Ôi trời. Nè cô Ba. Còn một cái vali nữa của tôi đâu? Hả? Hả? Ở đây có bao nhiêu cái là đủ hết rồi mà. Nhưng còn một cái dưới cầm bàn nữa mà. Ở dưới cầm bàn còn một cái vali nữa hả? Ôi trời đất ơi, tất cả quần áo giày dép của tôi ở trong đó hết đó. Em đâu có biết đâu. Cô nói không biết là xong chuyện đó hả? Tôi hiểu rồi. Cô đã lên kế hoạch trước chuyện này rồi đúng không? Giả bộ quên cái vali của tôi rồi đổ cà phê lên người của tôi. Cô thật là quá đáng. Cô cố tình mà đúng không? Trời đất ơi, em không biết thiệt mà. Em đâu phải là thánh đâu mà biết cô đem theo mấy cái vali chứ hả cô? Trời ơi. Rồi lát nữa tôi làm sao mà đi hợp với bộ dạng này được hả? Hay không may á, cô mặc áo của em đỡ đi. Cô nghĩ sao mà nói là tôi mặc đồ của cô được hả? Cô yên tâm đi, đồ của em cũng chỉ là size trung bình thôi à. Cô thử đi. Đồ của cô dài quá trời luôn nè. Công nhận dài thiệt ha. Giờ này mà còn cười được nữa hả? Em không cố ý, nhưng mà em không ngờ là cô lùn vậy á. Tôi lùn, nhưng mà tôi sang.
Cố tình đúng không? Hả? Cô muốn chọc tức tôi là cô mới vui lòng đúng không? Hả? Chào cô Liễu. Dạ chào. Dạ còn đây là thầy Sang, đại diện bên Bộ Giáo dục. Dạ còn đây là cô Liễu, chủ trì buổi hội thảo lần này. Tôi nhớ năm ngoái cô cũng đảm nhận công việc này phải không? Rất cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của bộ, cho nên là buổi hội thảo ngày hôm nay á được chuẩn bị rất là chu đáo ạ. Rất hân hạnh được gặp cô. Dạ. Tóc cô hình như hơi dài. Thôi tới giờ rồi mình vào họp. Dạ xin mời. Dạ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Dạ tôi xin lỗi ngài. Tôi đợi tôi vừa gặp ủi, sao giờ này còn chưa mang tới nữa? Làm ơn lẹ lẹ lên giùm cái. Cô, trước khi trả phòng cô có muốn đi bơi không? Làm tiêu quả không chán hả? Bắn gì đi bây giờ? Không lẽ bộ đồ dài lê thê của cô hả? Hả? Cũng kỳ thiệt chứ. Đúng là chọc tức mình mà. Alo, làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển tiền cho các anh liền. Được rồi, hiểu rồi. Còn dẫn phim hay như vậy cô một mình tiếc thiệt. Ai bảo cô dám chơi được chứ. Ha 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 ha